Xin kính chào quý khán giả đang đến với chương trình Hội nhập kinh tế của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai. Chương trình do Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai phối hợp Sở Công Thương Đồng Nai thực hiện. Thưa quý khán giả, vậy là chúng ta đã trải qua ngày nghỉ lễ 2 tháng 9 thật ấm áp và trong những ngày vừa qua, một hoạt động rất ý nghĩa đã được tổ chức khá thành công tại Trung tâm Hội nghị và Tổ chức Sự kiện tỉnh, đó là Hội chợ Hàng Việt Nam chất lượng cao tỉnh Đồng Nai năm 2019. Hội chợ diễn ra từ ngày 28 tháng 8 và vừa kết thúc vào ngày 2 tháng 9, thu hút được hàng chục ngàn lượt khách tham quan và mua sắm. Với 350 gian hàng của 150 doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao, trong đó Đồng Nai tham gia 50 gian hàng thuộc các lĩnh vực gỗ, gia dụng, thực phẩm, may mặc, da giày. Đây là lần thứ 12 Hội chợ Hàng Việt Nam chất lượng cao được tổ chức tại Đồng Nai. Hội chợ là dịp để người dân trên địa bàn tỉnh đến tham quan mua sắm các sản phẩm hàng Việt Nam chất lượng cao với nhiều ưu đãi hấp dẫn và quà tặng miễn phí. Tại hội chợ, nhiều hoạt động đa dạng và đặc sắc thu hút đông đảo người dân tham gia như chương trình ngày hàng đồng giá với hàng trăm ngàn sản phẩm bán ra mỗi ngày với giá từ 20.000 đồng. Người tiêu dùng có thể tham quan gốc phiên chợ xanh tử tế, chương trình chiến xe bất ngờ với hàng ngàn quà tặng, nhiều cuộc thi và mini game như cuộc thi đại hội bếp chiến, game show đấu giá sản phẩm, game show quy quyên. Ngoài ra, chương trình ca nhạc sân khấu hàng đêm quy tụ nhiều ngôi sao đang được yêu thích và chương trình bốc thăm trúng thưởng với hàng trăm giải thưởng hấp dẫn trên mỗi vé vào cổng. Với tổng giá trị giải thưởng lên đến 100 triệu đồng là những điểm nhấn của hội chợ kỳ này. Với một cái thị trường ngày một khó khăn như thế này, để mà duy trì được một cái hội chợ cũng như là để thu hút được khán giả thì nó là một cái điều khó đối với ban tổ chức. Nhưng mà cũng vẫn cố gắng rất là nhiều. Cũng phải có sự đồng hành của các doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao thì năm nay hội hàng Việt Nam chất lượng cao vẫn cố gắng để duy trì hội chợ này. Và với một cái điểm mới thì thực chất ra thì ban tổ chức cũng đã cố gắng đưa những cái điểm mới, ví dụ như là một cái ngôi nhà gồm những cái sản phẩm chuẩn hội nhập. Thì những năm trước thì chúng ta chỉ có là những chuẩn hội nhập về thực phẩm, thì năm nay thì lại có thêm chuẩn hội nhập về ngành thiết bị thực phẩm, thì cũng là một cái bộ tiêu chí mới của hội. Mua rất nhiều thứ, thấy hội chợ năm nay là đồ đạc dễ mua. Mong muốn là hội chợ của mình càng ngày càng phát triển thêm nữa cho nó những ngày dịp lễ dịp Tết này, cho nhân dân có chỗ mà đi dạo chơi rồi mua sắm. Dạ, thấy hội chợ lần này thì nó có nhiều mặt hàng hay hơn mấy lần hội chợ lần trước. Có thể mua sắm được nhiều hơn. So với các phiên chợ trước, sân khấu chính được ban tổ chức đặt ngay trước cổng ra vào để tạo thêm hiệu ứng với khách đi đường, đồng thời dành toàn bộ không gian bên trong cho các doanh nghiệp giới thiệu quảng bá sản phẩm. Nhiều doanh nghiệp đã tham gia đều đặn các lần hội chợ và nhận được những phản hồi tích cực từ phía khách hàng. Sau các lần hội chợ, các doanh nghiệp này đều có sự tăng trưởng về doanh số và được người tiêu dùng biết đến nhiều hơn. Chính điều này là động lực để họ luôn đồng hành cùng Hội chợ Hàng Việt Nam chất lượng cao hàng năm. Khi mà hàng năm chất lượng cao tổ chức thì công ty đều có tham gia ở các tỉnh, có mục đích của công ty để mang đến cho bà con là ở các tỉnh Đồng Nai là những cái sản phẩm, những cái kiểu dáng công nghiệp mà những dáng mà sản phẩm mà thân thiện nhất cho bà con và với một cái giá là ưu đãi tốt nhất. Mục đích của đến đây không phải là để bán hàng, để lợi nhuận, mà để chúng tôi là gửi những cái sản phẩm cho bà con sử dụng rồi có sự tín nhiệm với bà con. Hiệu quả thì phản hồi rất là tốt, từ doanh số tăng lên rồi sự tín nhiệm của bà con, của các người tiêu dùng đối với cái nhãn hiệu Tân Lộc Thành rất là cao, số lượng càng ngày càng nhiều, khách hàng càng lớn, quy mô phạm vi công ty cũng rất là lớn, mở rộng ra. Hội chợ này thì công ty giới thiệu một số dòng sản phẩm mới, các sản phẩm truyền thống thì người tiêu dùng đã biết rồi, còn sản phẩm mới như là Yến Nha Đam, soda kem. Thì soda kem công ty có ra có 3 size, đó là size 1 lít 25, lon 330 và chai 360ml. Hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao thì đây là một cái thương hiệu chất lượng cao là được người tiêu dùng là tin tưởng. Là đối với những sản phẩm mà có cái logo mà chữ V hàng Việt Nam chất lượng cao thì người tiêu dùng cũng yên tâm mà sử dụng. Khi mà tham gia hội chợ thì khách hàng đã tham qua gian hàng thì sẽ tự tin sử dụng mua sản phẩm nhiều hơn. Nhân dịp năm học mới nên nhiều doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao có những sản phẩm phục vụ mùa tựu trường, từ quần áo, sách vở, bàn ghế, đèn hộc như điện quang, rạng đông, minh long hưng, việt hưng, hoành kiến đạt,
Duy Tân, Duy Thành cũng mang đến cho khách hàng tham quan nhiều lựa chọn cho mùa tụ trường. Đây cũng là năm đầu tiên hội chợ tổ chức gian hàng chung của tỉnh với nhiều sản phẩm đặc trưng, là điểm nhấn phát huy tích cực sự tham gia và đồng hành cùng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam của Đồng Nai. Hy vọng sẽ ngày càng có nhiều những hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao như thế này để bà con thành phố Biên Hòa nói riêng và tỉnh Đồng Nai nói chung được tiếp cận tham quan mua sắm hàng Việt Nam chất lượng cao với giá ưu đãi. Qua đây cũng cho thấy các doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao rất quan tâm đến người tiêu dùng và có chiến lược quảng bá thương hiệu của mình. Các doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao của tỉnh Đồng Nai xác định nâng cao năng lực cạnh tranh là nhiệm vụ hàng đầu, nên xây dựng thương hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao đã trở thành mục tiêu của các doanh nghiệp. Đồng Nai ngày càng có nhiều doanh nghiệp đạt chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao, cho thấy sự nỗ lực vươn lên không ngừng của doanh nghiệp để cải thiện năng lực cạnh tranh cũng như gia nhập vào thị trường quốc tế. Từ cái kênh truyền thông quảng bá mà tham gia hoạt động này thì cũng được sự hỗ trợ của các ban ngành, thứ nhất là Sở Khoa học Công nghệ, Sở Công thương, Nông nghiệp thì xây dựng cái thương hiệu của cái website đó, thì những đối tác lớn người ta tham gia vào mà coi thì trứng gà sạch Thanh Đức thì người ta biết là những tập đoàn lớn mà thật sự ra mình không tiếp cận người ta được và người ta tự gạt công ty Thanh Đức. Thì công ty hỏi tại sao người ta quan tâm, nó nhất là công ty đầu tư công nghệ mới và sự đồng bộ hóa chất lượng hàng đầu, và người ta quan tâm để người ta đặt mua hàng. Và hiện nay là chất lượng hàng hóa mình là hàng đầu, và từ đó là cái thị trường mình hiện nay được sự tín nhiệm nhiều hơn và sức lan tỏa rộng hơn. Nhất là cái khâu truyền thông thì chúng tôi cũng tăng cường công tác rồi quảng cáo rồi giới thiệu hình ảnh, giới thiệu quảng bá để cho người dân cũng như người tiêu dùng biết được nhiều hơn về cái sản phẩm sữa Đông Thành. Cái thứ hai một mặt đó là về chất lượng, là cái khâu chất lượng hàng đầu, và chúng tôi rất là nghiêm ngặt về cái vấn đề khâu chất lượng, bởi vì cái sữa là cái ngành thực phẩm, là cái ngành trực tiếp cho con người. Đây là cái nhóm A, nhóm rất là quan trọng. Về đó là dây chuyền sản xuất cũng như tất cả là chúng tôi rất là nghiêm ngặt theo cái dây chuyền công nghệ hiện đại. Có những cái mục tiêu đặt ra là những cái sản phẩm không ga và là những sản phẩm mà từ chiết xuất từ những cái trái cây mà ở thị trường Việt Nam, ở trên người nông dân Việt Nam đang trồng trọt có sẵn, để mà mình làm sao mà vừa là xã hội hóa được, cùng bắt tay với nhau trong những người nông dân với nhau để mà liên kết làm sao mà thành một cái chuỗi từ ở người nông dân đến nhà sản xuất. Thì đó là cái định hướng mà công ty đã đặt ra ngay từ đầu và vẫn luôn theo đuổi, và nó cũng là những cái lợi thế để mà có thể là mình nói một cách nào đó là cũng là cạnh tranh đối với lại những đại gia trong ngành nước giải khát. Hầu hết doanh nghiệp nỗ lực mở rộng thị trường xuất khẩu truyền thống, thâm nhập thị trường khó tính bằng sản lượng và chất lượng để phát triển sản xuất kinh doanh. Tuy vậy, dù đẩy mạnh phát triển thị trường các nước, song sản phẩm của các doanh nghiệp Việt vẫn chưa thực sự phát huy nguồn lực hiện có và vẫn cần tập trung xây dựng thương hiệu ngay từ đầu để sản phẩm có ấn tượng tốt với người tiêu dùng trong và ngoài nước. Chính quyền Đồng Nai cũng sẽ đồng hành cùng các doanh nghiệp trong việc quảng bá thương hiệu Việt và đồng hành cùng chương trình Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Tuyên truyền qua các cái thông tin cổ động, tuyên truyền qua các cái triển lãm, hội chợ, giới thiệu sản phẩm Việt, các cái chuyến đưa hàng Việt về nông thôn, đưa hàng Việt về các cái khu công nghiệp, phục vụ công nhân lao động, vân vân. Thì chúng tôi cũng sẽ tổ chức chỉ đạo phối hợp để mà tuyên truyền, để tác động đến cái cộng đồng và cũng như người dân trong cái thói quen sử dụng hàng Việt. Xin chúc mừng cho các doanh nghiệp Việt Nam ngày càng xây dựng và khẳng định tên tuổi của mình trên thị trường quốc tế. Còn chúng ta, những người con Việt, sẽ luôn đồng hành và ủng hộ hàng Việt Nam chất lượng cao như một lời tri ân và tình yêu dành cho đất nước. Đến đây thì chuyên mục Hội nhập kinh tế của Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai xin được phép khép lại. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.